Dạo bông có mập, lâu quá không gặp bà. Xin chào. Không biết có chuyện gì mà cậu kéo nhiều người đến đây quá vậy? Đừng có nói là tới đây bắt tôi nha. Nếu là người chân chính lương thiện thì việc gì bà phải sợ. Mời ngồi. Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Từ 18:30 đến 19:00 tối qua bà ở đâu làm gì? Tôi ở nhà chứ ở đâu. Có thằng này làm chứng nè. Đúng rồi, giờ đó cô Bông ở đây. Vậy lúc đó bà ta đang mặc đồ gì, màu gì? Cái này. Vậy là hiểu rồi nha. Tôi có phải thời điểm đó bà đang ở cảng không? Thì sao? Bà làm gì ở đó? Thì tôi có Hùng Hạp làm ăn, có một chuyến tàu chở hàng cho mình, cho nên tôi tới đó kiểm tra. Tôi làm như vậy có gì sai hay sao? Tàu của bà chở cái gì? Thì tôi chở hàng nông sản. Để tôi vô trong lấy hóa đơn ra cho mọi người coi. Không cần đâu. Cái ba lô đó đang ở đâu? Ủa, ba lô gì? Tuấn, ủa, tiếng gì kêu dữ vậy chị? Lâm, ai Minh biết? Anh. Dạ. Đứng lại, không phải công an thì muốn đi đâu là đi. Anh định chống người thi hành công vụ à? Tránh ra chúng tôi làm nhiệm vụ. Không. Vậy hả? Mình trong sạch thì không có gì phải sợ. Chắc bà không ngờ con chip định vị có khả năng báo động đúng không? Cái ba lô cũ này có gì đâu mà mọi người lấy chứ. Cái gì đây? Bà còn trốn nữa không? Tôi không biết. Cái ba lô này á, tôi bỏ lâu rồi, tôi đâu có xài tới. Số tiền bán ma túy đó để đâu? Số tiền gì? Mấy người nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Đủ rồi đó bà Bông. Có phải là bà đã giết Vũ Đen và Khải Cẩu hay không? Cô điên hả? Tại sao tôi phải giết họ? Mà Khải Cẩu chết rồi sao? Có thật là bà không biết không? Bà Nguyễn Thị Bông, chúng tôi tình nghi bà có liên quan tới vụ án giết người và tới bắt tạm giam bà. Đây là lệnh khám xét nhà và bắt tạm giam bà. Đồng chí, theo tôi. Đồng chí, bên đây. Bài nhạc này lắm hả? Anh thấy lần nào gặp nhau em cũng nghe bài này hết. Cho em không thử nghe bài khác đi. Nhưng em chỉ thích bài này thôi hả? Dù có nghe cả trăm lần em cũng không bao giờ thấy chán hết. Anh yêu em á thì phải yêu luôn cả sở thích của em chứ. Anh im lặng và cùng nghe với em nha. Chọn đời yêu nhau hoài, thế nhưng giờ phải nhạt đành trả cho mây gió. Giờ em hiểu ra rằng trái tim người chẳng còn ở nơi này, giờ em sẽ thôi đơn độc vì cô chẳng cùng vậy. Thank you.
ta chẳng đành. Hoa rơi rụng cánh héo tàn, giọt mưa rơi trôi tháng ngày. Mưa rơi rồi chút hết đi, lạnh đôi vai sâu đôi mi. Có chẳng lời hứa nào trọn đời yêu nhau hoài. Minh Anh gọi anh, không biết có chuyện gì. Anh nghe máy một chút nghe. Anh nghe Minh Anh. À, anh Minh. Anh nghĩ sao về thái độ ngoan cố của bà Bông? Cả buổi mình hỏi gần như không có kết quả gì. Những loại tội phạm như bà ta thì buổi hỏi cung hôm nay chưa nói lên được điều gì đâu. Bởi bà ta có quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với Tuấn và Mai. Nè, ngày mai em và Lâm hãy trực tiếp hỏi cung bà ta. Em chuẩn bị tinh thần nghe. Dạ, em biết rồi. Ừ. À, sau giờ này em vẫn còn quan tâm tới công việc mà gọi điện cho anh vậy? Liêm có nhà không em? À, dạ có. Anh đang đọc báo ngoài phòng khách. Ừ. Vậy thôi anh nha. Ừ. Đây là lọ thuốc tìm thấy trong phòng ngủ của bà. Bên trong có chứa cyanua, là chất để giết chết Vũ Đen và Khải Cẩu. Bà giải thích sao về điều này? Tôi không biết gì hết. Tôi thề đó. Nếu tôi là thủ phạm á, thì tôi đã bỏ cái này lâu rồi. Tôi giấu trong nhà làm cái gì? Có ai ngu như vậy đâu. Bởi vì bà muốn dùng nó cho những nạn nhân tiếp theo. Anh đừng có vu khống nha. Tôi không có động cơ nào á mà để giết Vũ Đen với lại Khải Cẩu cả. Mấy người á, đừng có gấp lửa bỏ tay người. Bà Bông, bà bình tĩnh lại đi. Cái ba lô này có phải của bà không? Phải. Tôi có chối đâu. Mà con chip định vị gì đó thì tôi không biết rồi nha. Đây chính là hung thủ đã ra tay sát hại Khải Cẩu. Và hắn ta cũng có một cái ba lô giống y chang cái của bà. Bà giải thích sao về điều này? Cái này thì sao tôi biết được chứ. Ý bà nói đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi phải không? Trời ơi, thì tao đã nói là tôi không có dính dáng gì tới họ. Vậy tại sao tất cả những thứ này đều nằm trong nhà của bà? Tôi... thì chắc là thằng nào đó nó gài độ tôi. Bà Bông à, đám đàn em của bà giàu sinh ra tử với bà bao nhiêu năm nay, sao tụi nó dám làm phản bà? Chuyện này thì tôi không dám chắc đâu. Đã là dân giang hồ á thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu vậy, bà hãy cho tôi một cái tên, kẻ mà bà nghi ngờ nhất. Trời ơi, tôi không biết. Tôi nói mà mấy người không tin tôi vậy. Chị lấy thêm cái này đi chị. Rồi, đợi chị chút nha. Anh nghĩ Bông Cơ Mập không có động cơ gì để hạ sát Vũ Đen, và sau đó còn tiêu thụ Khải Cẩu để diệt khẩu. Dù bề ngoài có vẻ như ngược lại. Ý anh nói là kẻ đó đã sử dụng sơ hở để đổ tội cho bà Bông. Phải. Em thì em không nghĩ như vậy. Em nghĩ bà Bông rất có thể là hung thủ lắm. Tại vì khi một người phụ nữ đặt hết niềm tin vào một người đàn ông mà bị người đó tổn thương, trong lòng sẽ dễ dàng sinh ra mối thù hận. Bà Bông là vợ cũ của Vũ Đen. Bà bị Vũ Đen bạc đãi và đuổi ra khỏi nhà. Chính vì vậy bà ta có khả năng ra tay lắm chứ. Dạ, chị cho em như thường ngày. Suy luận của em có bị cảm tính quá không Minh Anh? Một người đàn bà bị tổn thương thì có nhiều cách để trả thù. Nếu đặt trong hoàn cảnh mối tương quan giữa Bông Cá Mập và Vũ Đen thì không đời nào có chuyện con rùa lại dám cắn chặt câu sói. Bởi nếu muốn thì bà ta đã làm chuyện này từ lâu rồi. Hơn nữa về kinh tế thì bà Bông rất ổn định. Anh nghĩ không nhất thiết bà ta phải cướp số tiền bán ma túy để rồi dây dưa với cảnh sát. Bà Bông đã từ lâu rút khỏi giang hồ để yên ổn làm ăn, thì không hà cớ gì lại đưa đầu vào thòng lọng. Bởi vì bà ta thừa biết Vũ Đen đang là đối tượng
bị chúng ta theo dõi sát sao thì né đi còn không kịp, chứ dính vào làm cái gì. Hơn nữa đây lại là một vụ trọng án. Vậy bà ta còn nuôi đám đàn em để làm gì? Đám đàn em đó chỉ là mấy đứa giang hồ giặc thôi, chủ yếu để hù dọa đám khách cầm đồ yêu bóng vía. Đội trưởng. Ừ. Lâm nói đúng, đám đàn em của bà Bông không phải là sát thủ thật sự, nhưng bọn chúng hoàn toàn có thể trở thành kẻ phản bội. Đội trưởng cũng tin bà ta sao? Nếu như tỉnh táo sâu chuỗi lại tất cả các tình tiết, thì từ khi Vũ Đen rời khỏi khách sạn mà không phải do tình nhóc báo, cho đến khi tìm ra con chip định vị và lọ thuốc cyanua ở nhà bà Bông, ta có thể thấy rằng đã có một bàn tay nào đó khéo léo dàn xếp tất cả. Một kịch bản vô cùng chặt chẽ và hoàn hảo nhằm đổ tội lên đầu Bông Cá Mập. Vậy có nghĩa là Khải Cẩu cũng chỉ là một con cờ? Phải. Một con cờ được người chơi điều khiển tài tình đến nỗi tạo ra cho hắn một ảo tưởng là mình cao cơ, nhưng thực chất đường đi và nước bước của Khải Cẩu đều bị một nhân vật khéo léo điều khiển. Vậy nhân vật đó là ai? Là kẻ đã đưa chúng ta vào mê hồn trận ngay từ khi chiến dịch đánh Vũ Đen bắt đầu khởi động. Khải Cẩu chết rồi, anh biết chưa? Cái gì? Nó chết rồi hả? Chuyện này tôi không có dính dáng à nghe. Nếu chúng tôi nghĩ anh là nghi can thì nơi chúng ta đang ngồi là phòng hỏi cung, chứ không phải chỗ này. Vậy các anh mời tôi đến đây để làm gì? Cái này tôi phải hỏi anh. Ai đã giết Khải Cẩu? Tại sao lại nhờ tôi? Anh đã nhờ Khải Cẩu làm tay trong để cướp vali tiền của Vũ Đen, đúng không? Chắc chắn ít nhiều anh cũng biết vài thông tin mà. Ê, mấy cậu đừng nghĩ mấy cậu là cảnh sát, muốn chụp mũ ai là chụp mũ được đâu nghe. Tụi tôi không có liên quan đến cái vụ tiền bạc mà cậu nói đâu. Anh xem đi. Thật ra thì không phải tôi nhờ Khải Cẩu, mà chính là Khải Cẩu đã tự động tìm đến tôi. Anh nói rõ hơn đi. Vũ Đen nó sai mày đến đây gặp tao có chuyện gì? Nói đi. Cứ thủng thẳng là một ly đã rồi nói chuyện anh Âm. Anh Âm, cứ bình tĩnh đã. Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh Âm. Cái loại rùi mũi như mày mà đòi ngồi cùng mâm với tao hả? Em biết anh 9 nút, còn em chỉ 2-3 nút, làm sao mà dám bàn chuyện giang hồ với anh. Em mời anh ra là để bàn chuyện kiếm chác thôi. Cái gì? Mày tự tìm tao chứ không phải thằng Vũ Đen sai mày hả? Mẹ, mày khôn hồn thì đừng để tao thấy mặt mốc của mày. Kể cả thằng Vũ Đen, mày nói với nó đừng có giỡn mặt với tao. Anh cứ bình tĩnh đi, ngồi xuống nghe em nói. Cái vụ này làm ăn rất là hay, nếu mà thành công kéo nay đủ để anh lên đời kéo lính chiến về để mà xưng hùng xưng bá, chứ không dẫn chơi đâu.
Mà thôi, nếu anh không tin á thì để em kiếm người khác. Tao cho mày 5 phút đó, nói đi. Vũ Đen đang đánh một chuyến hàng đá rất lớn, trị giá tới mấy trăm ngàn đô đó. Thì sao? Thì em với anh sẽ cùng cắn thuốc chứ sao. Cơ hội ngàn năm đó anh. Ý mày muốn nói tao giằng cảnh cho chó cắn chủ hả? Mày vốn là một thằng trung thành với thằng Vũ Đen như là một con chó. Mày nghĩ tao tin mày hả? Mày muốn giở trò gì? Mày nói đi. Đúng là trước đây em trung thành với ổng, nhưng bây giờ Vũ Đen hết thời rồi. Em biết, sau chuyến hàng này, Vũ Đen sẽ lấy toàn bộ số tiền đó để mà đi trả nợ. Em cũng chẳng xỏ mũi được cái gì hết. Ổng đã như vậy rồi thì mắc mớ gì em phải tử tế với ổng. Cho nên em mới tìm tới anh đó. Tại sao mày lựa chọn tao? Chỉ có anh mới làm được chuyện này. Ăn chia 6-4. Anh 6, em 4. Rồi anh sẽ trả được mối thù của Vũ Đen. Không phải là hắn từng ghét kênh nhiều năm trước rồi sao? Mày không giỡn với tao chứ? Nếu như em dám giỡn với anh có việc cho đàn em. Ok, hình thức. Sau khi lấy được tiền, em sẽ cài con chip vào vali của hắn. Khi hắn mở vali ra, con chip sẽ báo về điện thoại của em vị trí của Vũ Đen đang ở đâu. Sau đó em sẽ báo ngay cho anh. Việc còn lại là của anh. Không được, chính tao là người chủ động trong việc này. Anh không tin tôi đúng không? Chẳng có lý do gì mà tôi phải gài độ anh Năm hết. Con chó có thể cắn được Vũ thì nó có thể cắn được người khác. Ok, vậy thì em sẽ cài số mặc định vô điện thoại của anh. Được chưa anh Năm? Ok. Chỉ có như vậy thôi. Cũng may là anh chưa trở thành trốt thí của Khải cậu. Ý cậu nói, nó tính chơi tôi. Đúng là khốn nạn. Về bản chất thì anh và hắn cũng có khác gì nhau đâu. Dạ chú. Chú ơi, người nằm ở đây đâu rồi chú? Điền đó à? Dạ. Ngày nào giờ này anh cũng đi tập vật lý trị liệu. Dạ. Hay là xuống căng tin chờ sẵn ăn gì luôn, đằng nào cũng trưa rồi. Ừ. Nếu như vậy thì Tuấn cũng đang đồng ý với quan điểm của anh Lâm, là bà Bông có thể vô can trong vụ này. Đúng vậy. Nhưng mà mọi bằng chứng đều đang chống lại bà ta mà. Rất có thể bà ta là nạn nhân thì sao? Hung thủ muốn đổ hết tội lên đầu cho bà ta. Vụ án ngày càng rắc rối. Có lẽ mày phải bám theo Cúc, biết đâu sẽ tìm ra manh mối gì thì sao. Anh đi với em ha. Thôi, lần trước anh đi với em đã bị lộ rồi. Lần này để em đi với người khác đi. Sao vậy? Sao lo lắng quá vậy? Không sao đâu, ăn có tô phở thôi mà, không có mập đâu. Trời ơi, đồng nghiệp của em hôm nay còn biết nói giỡn nữa hả? Trời ơi, tôi cũng là con người mà, đâu phải khúc gỗ khô cứng đâu mà không biết. Nói chứ, nếu như em mà sợ mập sợ xấu á thì em đã không làm hình sự rồi. Tôi nói thật nha, bây giờ tôi mới thấy trong đội mình có mấy cô gái ai cũng nói là không sợ đen, không sợ nổi mụn, vậy mà ra đường bịch kích mặt như ninja vậy. Nếu anh không tin á, hết chuyện án này em chuyển qua giao thăm cấm chốt cho anh coi. Minh Anh à, nhắc chuyện án tôi mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không ăn trưa với mẹ đó. Mẹ em nghe nói anh Lâm là con một hả? Làm hình sự nguy hiểm như vậy, mẹ anh không ngăn cản sao? Không, mẹ nói nếu như không có những người như chúng ta
thì ai sẽ là người thực thi công lý? Mà cũng may tôi chỉ bị thương lặt vặt, chưa gặp chuyện gì lớn. Như vậy thì anh may mắn hơn đội trưởng nhiều đó. Đội trưởng bị sao vậy? Anh không biết gì về chuyện của đội trưởng hả? Thì tôi cũng mới về đội, chưa có thời gian để quan tâm tới những chuyện riêng tư của mọi người. Đội trưởng của mình từng gặp phải một chuyện rất là đau lòng. Hồi trước em với đội trưởng cùng làm chung hình sự quận. Vậy à? Có bắt một tên cướp rất tàn ác. Sau đó đám đàn em của tên cướp này đến tìm gặp anh Minh để mà hối lộ nhằm sửa kết quả điều tra để được giảm án. Tất nhiên là anh Minh từ chối rồi. Sau đó thì tên cướp này bị tuyên án tử hình. Rồi sao nữa? Đàn em của tên cướp này bắt cóc vợ của anh Minh rồi làm nhục. Bắt cóc vợ anh hả? Lúc bọn chúng định sát hại chị ấy thì tụi em xông vô. Nhưng mà... Rồi chị ấy không chết chứ? Nhưng mà não bị tổn thương nghiêm trọng, nằm thực vật 3 năm nay rồi. Vậy mà tôi chưa bao giờ nghe đội trưởng nhắc về vợ con. Chắc là anh sợ tôi khơi lại nỗi đau. Ở thời buổi bây giờ mà tìm được một sĩ quan như anh Minh chấp nhận hy sinh tất cả, thực sự là không hề dễ tìm. Em nghĩ là xong chuyên án lần này, tụi mình sẽ làm cái gì đó thật ý nghĩa cho đội trưởng đi. Anh em mình tạo cho anh một niềm vui bí mật đi. Mà cuộc chuyện gia đình bên anh sao rồi? Chuyện của tụi em thì giữa tụi em có những khoảng cách không thể san lấp được, nên tạm thời anh muốn mạnh ai nấy sống. Không phải là Điền sao? Phòng vật lý trị liệu ở bên này mà. Ủa ông già, quà của ai đem lại vậy? Hồi nãy có một cặp nam nữ vào đây kiếm cậu, mà tôi nói là cậu đi tập vật lý trị liệu rồi. Vừa đi tập vật lý trị liệu vậy hả? Không, tôi xin nghỉ ra ngoài có chút công chuyện. Công chuyện gì vậy? Ông già, tôi làm phiền ông chút, xuống canteen á mua giùm tôi tô cháo. Hôm nay tự nhiên nói sớm quá. Cảm ơn nha. Không có gì. Tôi đến nhà xác. Tại sao Khải cậu chết mà anh không báo tôi biết? Làm sao anh biết chuyện này? Sáng nay có một thằng đại vô thăm, báo tôi biết tin. Tụi tôi vẫn đang truy tìm dấu vết tội phạm nên chưa kịp báo cho anh biết. Đang tình nghi ai vậy? Là bà Bông có mập. Sao lại nghi ngờ bà ta? Bà ta có đủ động cơ lẫn bằng chứng liên quan tới vụ sát hại Khải cậu. Động cơ gì? Giết người để bịt đầu mối. Vì Khải cậu đã biết bà ta là người giết Vũ Đen để cướp vali tiền. Tôi không tin. Bà Bông không có gan mà động đến Vũ Đen đâu. Vì bà thừa biết sẽ không sống nổi vì đám lính của chồng cũ đâu. Anh không tin đó là chuyện của anh. Nhưng mà hiện tại tất cả mọi chứng cứ đang chống lại bà ta. Chỉ cần tụi tôi tìm ra cái vali của Vũ Đen thì sẽ đủ cơ sở chính thức để truy tố bà ta. Mọi người đừng quên, Khải cậu rất là giỏi võ, làm sao có thể chết dưới tay một người phụ nữ chứ. Tuy bà Bông Cá Mập là đàn bà, nhưng mà bà ta có sức mạnh ngang ngửa một người đàn ông. Chính vì vậy mà ban đầu chúng tôi không hề nghĩ bà ta chính là anh Bảy. Anh Bảy nào? Anh Bảy là kẻ mà Cúc đã khai với tụi tôi. Có lần cổ đang nghe Vũ Đen nhắc tới như một ta đàn anh giấu mặt. Cái gì?
Cúc đã bị bắt rồi hả? Ta đúng không? Con đó nó không biết gì đâu. Bởi vì Vũ Đen rất kín miệng. Ngay tôi là tay chân thân tính cũng không moi được các mối làm ăn bí mật của hắn. Tôi nói gì sai hả? Anh đừng quá coi thường Cúc. Cô ta không tầm thường như anh nghĩ đâu. Anh nói vậy là sao? Cúc là chìa khóa duy nhất để ép buộc bà Bông Cá Mập phải xác nhận mình là anh Bảy. Chúng tôi sẽ cho hai người đối chất với nhau. Trong thời gian dưới trướng của Vũ Đen, có bao giờ anh nghe ông ta nhắc tới nhân vật này không? Chưa. Mà hình như có một lần. Để tôi nhớ lại. Có lần á, tôi nghe ông gọi điện cho ai đó rất là khúm núm. Thì ra đó là anh Bảy, đối tác làm ăn lớn của Vũ. Mà nếu bọn ông là anh Bảy thì chẳng lẽ Vũ Đen lại chấp nhận với cơ vợ cũ? Rất vô lý. Ông ta vốn rất là coi thường vợ mà. Phải. Nhưng đây chính là màn kịch mà do chính Vũ Đen dựng lên, để cho bọn đàn em tin tưởng anh Bảy chính là một người đàn ông đầy quyền lực, nhưng thật ra đó chính là Bông Cá Mập. Chiêu thức tinh vi này không ai có thể ngờ được. Bởi trong giới giang hồ thì cả hai là kẻ thù của nhau, nhưng mà nhờ đánh lừa được tất cả mà Vũ Đen đã kết hợp được với vợ cũ làm ăn một cách ngon lành. Không ngờ sau này xảy ra xung đột nên Vũ Đen mới bị vợ cũ của mình giết hại và chiếm đoạt tài sản. Tôi hiểu rồi. Đúng là quá ranh mảnh. Nhưng các ông giỏi thiệt, vì đã bóc được cái vỏ ngụy trang kín đáo của tụi nó. Muốn khẳng định chính xác chuyện này, tụi tôi phải chờ cuộc đối thoại giữa bà Bông và Cúc. Khi đó thì chuyên án này gần như đóng sổ rồi. Chúng tôi chỉ đến đây báo cho anh biết tình hình vậy thôi. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi về ha. Tên Điền này rất đáng nghi ngờ. Anh Minh nhận định về hắn quả là không sai mà. Chú à. Có chuyện gì vậy cô? Con có chuyện này muốn hỏi chú. Qua những bất thường trong câu chuyện của Điền, có thể khẳng định những nghi vấn của đội trưởng hoàn toàn có cơ sở. Thứ nhất, Điền nói khi nghe tin Khải Cẩu chết là do tai đàn em bẩm báo. Nhưng mà ông già trong phòng thì lại cho biết sáng nay không có ai vào thăm. Thứ hai, hắn ta nói chưa từng nghe về nhân vật anh Bảy. Nhưng kỳ thực, khi tôi theo dõi anh Bảy vào gặp hắn, thì chính Khai Cẩu đã nhắc về nhân vật này. Thì không thể nói là Điền không biết được. Và thứ ba, khi biết là không thể chối, thì hắn đã lấp liếm bằng cách bịa ra là nghe Vũ Đen nhắc về anh Bảy. Và hắn tỏ ra rất là ngạc nhiên khi biết anh Bảy chính là Bông Cá Mập. Và điều thứ tư là quan trọng nhất, ngay trong thời điểm mà Vũ Đen bị sát hại thì Điền không có trong phòng. Hắn nói với cô y tá là đi dạo, nhưng mà cô y tá thì lại cho biết không biết hắn đi dạo ở đâu. Như vậy thì lúc xảy ra án mạng của Khải Cẩu thì Điền đang ở đâu? Trên lý thuyết thì hắn ta vẫn ở trong phòng. Nhưng thực ra chúng ta không thể xác định chính xác được. Tại vì lúc đó ông già cùng phòng cũng đã đi ngủ. Giả dụ hắn ta có trốn ra ngoài rồi đi gây án thì việc đó cũng không có khó khăn gì. Nếu cho rằng Điền chính là thủ phạm thì liệu một kẻ đang thương tật nặng như vậy
thì có đủ sức ra tay sát hại Vũ Đen không? Rồi còn Khải Cẩu trước đây, hắn ta cũng không phải là dạng dừa. Liệu Điền có thể là đối thủ của hắn? Với một người tập giỏi như Điền, dù cho là đang dưỡng thương, nhưng việc tập kích từ phía sau nạn nhân thì trong tình huống này, nạn nhân khả năng phòng vệ cũng là rất thấp. Nghĩa là chị Minh Anh cho rằng Điền chính là nghi phạm chủ yếu. Đúng vậy. Tôi không tán thành với nhận định này. Tôi cho rằng hung thủ nhất thiết phải là một kẻ khỏe mạnh. Điểm mập mờ duy nhất khiến chúng ta băn khoăn, không còn cách nào khác, chúng ta phải chờ nghi phạm ra tay với con mồi. Ý của anh Minh là Điền muốn ra tay diệt khẩu vì sợ Cúc khai ra mình. Ừ. Nếu như hắn là kẻ có tật giật mình thì đó là điều hắn phải làm duy nhất trong lúc này. Bằng mọi giá, chúng ta phải làm cho Điền lộ rõ bộ mặt thật của mình. Ngồi đi. Ừ. Sao lại ăn trễ vậy? Đói thì ăn. Ông nhiều chuyện làm cái gì? Nè ông già, ông có nhớ đôi nam nữ hồi trưa không? Ờ, có. Lúc tôi chưa vô, họ có hỏi gì ông không? Ờ, không có. Ông đừng có giấu tôi, chắc chắn họ hỏi ông gì về tôi. Tôi đã nói là không mà. Tại sao em lặng vậy? Có khi nào ông già ông bị nguy hiểm không? Hai người đang làm cái gì trong đây vậy? Anh không thấy sao? Ông già ông có đi vệ sinh nên tôi giúp ổng. Ủa, mà anh là ai vậy? Từ khi Khải bị giết, tôi được lệnh bảo vệ anh 24/24. Không thấy anh, tôi sợ có chuyện. Mà sao phải bảo vệ tôi? Điều đó anh biết mà. Đi thôi. Chú là ai mà được bảo vệ vậy? Không phải việc của ông. Suốt ngày chơi game sướng quá nha. Ừ, thì cũng phải có giây phút xả stress chứ. Còn việc theo dõi đã có mai rồi, lo gì nữa. Đúng là từ hồi vô đội tới giờ chưa có vụ án nào căng như vụ án này. Mai nè, nếu như mà được lựa chọn lại á, thì Mai có thay đổi quyết định vô ngành cảnh sát không? Em cũng không biết nữa. Nhìn mặt á, là biết ngán rồi đúng không? Cũng đúng. Con gái á, mà đi làm hình sự, nhất là vô đội trọng án nữa, thì chỉ có mấy cô đội mình thôi. Không phải là em sợ án mạng hay là giang hồ, mà là em sợ ế. Cái gì? Cỡ Mai mà cũng sợ ế nữa hả? Thiệt chứ bộ. Suốt ngày đi đánh án như vậy, làm sao mà có thời gian quen ai? Mà con trai mà thấy con gái làm hình sự chắc cũng bỏ chạy quá. Cũng đúng. Như vậy thì mình quen người cùng ngành đi, hay là quen chung đội càng tốt, như vậy đỡ hụt hạt cãi nhau. Đừng có ám chỉ anh này nha. Ôi, không có à nha. Cuối năm nay anh lấy vợ rồi đó. Ủa, anh Tuấn có bạn gái hồi nào mà em không biết ha? Ừ, thì bạn gái Tuấn đẹp mà, phải giấu chứ. Thiệt không đó? Thiệt, nó giấu em làm gì? Mà nè, anh không có thời gian đưa cô ấy đi chơi, cô ấy không giận anh sao? Ê, chim sẻ đã rời tổ,
chim sẻ đã rời tổ. Lập tức bám sát đối tượng. Dạ rõ. Mày đi. Giữ khoảng cách vừa phải, không được để hắn nghi ngờ. Ừ. Anh Minh à, có chuyện gì đó bất hợp lý ở đây. Đây là lịch sử các cuộc gọi của Vũ Đen trước khi hắn bị giết. Ừ. Và đó là thời điểm hắn cùng ngồi trên xe hơi khi đi chung với Khải Cẩu. À, đúng vậy. Số máy cuối cùng mà Vũ Đen gọi. Cũng là số mà Khải Cẩu gọi trước khi chết. Và đó là số của Bông Cá Mập. Tại sao lại như vậy? Không lẽ ta đã đánh giá sai về khả năng gây án của bà ta? Em thấy có điều gì đó bất ổn ở đây. Nếu Bông Cá Mập là sát thủ thì bà ta không thể hớ hên để lộ cyanua trong nhà như vậy được. Đã có kẻ nào đó cố tình cài bà ta để gấp lửa bỏ tay người. Ý cậu là một gã khác. Không phải Điền Đen đã lợi dụng bà ta làm bình phong để gây tội ác sao? Đúng vậy. Và kẻ này cũng chính là kẻ đã cố tình gài lọ cyanua, cũng như dùng điện thoại của bà Bông Cá Mập để gọi cho Vũ Đen, nhằm tạo chứng cứ bất lợi cho Bông Cá Mập. Nếu đúng vậy, kẻ có khả năng làm chuyện đó phải là một kẻ rất thân tình, hiểu rõ mọi sinh hoạt của Bông Cá Mập. Ừ. Bà ta nói không sai. Trong nội bộ đã có kẻ làm phản. Em sẽ đi rà soát lại đám đàn em của bà ta. Ta đang đợi ai hay sao á? Cổ đi đâu vậy kìa? Giờ này mà còn ngủ uống nước. Thì bởi vậy. Anh Lâm, xem nè. Dạ, em nghe đội trưởng. Dạ, tụi em vẫn đang theo sát. Rõ. Mời chị ngồi. Sao rồi? Chị thấy sức khỏe của mình sao? Tôi có tuổi rồi. Tôi bị tăng xong, lên xuống thất thường. Mà cán bộ cứ mời tôi lên xuống hỏi cung tôi hoài. Lỡ tôi có chuyện gì á là cán bộ chịu trách nhiệm đó nha.
Thí rộ theo chị bao lâu rồi? Sao hỏi nó? Mà nó có chuyện gì không? Thì cứ trả lời tôi đi. Thì cũng hơn chục năm. Vậy thời điểm Vũ Đen và Hải Cậu bị sát hại, lúc đó anh ta đang làm gì, vợ ở đâu? Sao tôi nhớ được? Chị cố nhớ thử xem. À, tôi nhớ rồi. Anh có biết là hôm nay hai đồng nghiệp của tôi tí nữa thì mất mạng vì chiến đấu với tội phạm không? Tội phạm ngày càng nhiều, càng manh động. Nếu như không có những người như chúng tôi, anh có còn yên ổn mà ngồi đây để than vãn và trách móc nữa hay không? Tụi mày cút đi! Tụi mày bước vào tao bắn nó, thằng nhóc đi! Mà hoang phí dẫu về cũng chẳng quay lại, vì giờ người chẳng như xưa. Cố tìm ký ức hôm nào rồi nghẹn ngào đưa tay với vỡ vụn vỡ nát tâm hồn. Người quên mau riêng ta chẳng đành. Hoa rơi rụng cánh héo tàn, giọt mưa rơi trôi tháng ngày. Mưa rơi rồi chút hết đi, lạnh đôi vai sâu đôi mi. Có chăng lời hứa nào trọn đời